Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Nếu thấy thông tin này hữu ích cho mình, một cái like, nhấn nút đăng ký kênh và một kênh phụ là Thương Nhớ Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, California thì bây giờ thời tiết rất là lạnh các bạn ơi. Và mình nghĩ rằng sẽ lạnh nhất vào những ngày như là 23, 24, 25 đó, là những ngày ngay cái Giáng sinh đó, thì thời tiết tự nhiên nó lạnh kinh khủng luôn, năm nào nó cũng vậy. Vâng, trở lại câu chuyện của cháu Hồ Văn Cường thì những tin vui mừng được cập nhật và liên tục kéo đến cho cháu Hồ Văn Cường. Thì mình nghĩ rằng một đứa cháu mà mới cái tuổi trưởng thành 18 và với lại cái cách sống với lại cái cách làm việc của cháu như thế nào thì những người lớn như chúng ta nhìn được và những công ty giải trí họ nhìn được, cho nên họ mới lại mở rộng vòng tay cu mang và mời cháu để trình diễn những cái show sắp tới. Thì chúng ta sẽ biết rằng là giờ có hai show mà gần đây nhất là vào ngày 23 tháng 12 tại Đại học Hoa Sen và ngày 22 tháng 1 tại Nhà hát Hòa Bình. Vâng, thì cũng có trong đó thì cũng có một số người thì cũng không thích cháu và họ cũng lên dè biểu hoặc là nói cháu hát ai mà nghe thua ba người chị của cháu. Cái thử so sánh này thì nó hơi khập khiễng đối với mình, tại vì mỗi người thì nó có một chất giọng riêng và khán giả riêng. Ở nơi đây mình cũng không có nói là ai hay hơn ai, nhưng mà mình biết được rằng theo tất cả chúng ta cũng có một cái suy luận giống nhau là cháu với cái tuổi này đã từng đoạt 3 giải. Không phải là một sự ngẫu nhiên hay là sự mua chuộc gì hết, không các bạn ha. Những giải của cháu lấy về là bằng thực tài của cháu. Với hơn nữa, cháu được mệnh danh là thiên sứ của cảm xúc. Được trời phú cho một giọng ca mà đi vào lòng người, gương mặt chất phác thật thà. Qua những hình ảnh mà từ lúc 13 tuổi cho đến bây giờ, mặc dù có những cái tin xuyên tạc, nói cháu là ăn cháo đá bát hay là đứa con không có hiếu thảo, thì chúng ta hãy chờ xem từ từ. Chúng ta chờ xem. Hiện giờ thì trong 2-3 tháng qua nó có những cái tin không vui xảy ra cho cháu Hồ Văn Cường cũng như gia đình của cháu. Nhưng chúng ta là người lớn, chúng ta phải nhìn nhận một cách công tâm. Trên YouTube cũng vậy. YouTube là một cái dư luận đa chiều. Tin sự thật cũng có, tin không sự thật cũng có, tin bát nháo cũng có, tin đặt điều cũng có, rồi tin bảo vệ cũng có, tin xuyên tạc cũng có. Cho nên nó giống như là một con dao hai lưỡi vậy. Nếu chúng ta biết sử dụng con dao thì nó sẽ hữu ích, đem lại những điều tốt đẹp cho đời. Nhưng chúng ta mà bị YouTube dẫn dắt từ cái dư luận tốt thành xấu thì chúng ta sẽ bị tư duy nó bị sai lầm đi, chỉnh mặt đi. Cũng như chúng ta cũng đã thấy gần đây, khi mà cháu Hồ Văn Cường được công ty ICM mời thì có những người mà không thích em đấy. Họ có vẻ như là bực tức, họ có vẻ như là cáu kỉnh lên và lại trù ẻm em với nhiều cái danh từ mà chúng ta không thể hiểu được, tại vì chúng ta là người lớn, sống trong một cái xã hội văn minh rồi, mà chúng ta lại đem những danh từ mà khiếm nhã để dành cho một nhân tài của đất nước Việt Nam. Ý của mình ở đây nhân tài về tiếng hát giọng ca đó. Vâng, thì họ cứ luôn luôn nói rằng là em là kẻ bất hiếu này kia nọ, sẽ bị nghiệp quật. Cái chữ nghiệp này, nghiệp quật này thì mình cũng nên suy nghĩ lại các bạn đó. Thì theo mình nghĩ cái này mình chuyện bên lề đường, mình châm chim vô chút xíu nha. Theo như ngày xưa người ta hay nói, dựng nghiệp thì có Lưu Bị, mà quản nghiệp thì có Tào Tháo, giữ nghiệp thì có Tôn Quyền thời Tam Quốc Chí. Còn mà nghiệp quật là tại vì mình ăn ở làm sao á, mình nói có nó không, không nó có là cái bị nghiệp quật đó. Có chứ phải có, không có đâu nghe các bạn. Bây giờ chúng ta thử lắng nghe cái bạn này nói như thế nào. Tại sao khi mà mình thấy hình như bạn này rất là sân si
và thân si về cháu Hồ Văn Cường ấy, hình như là kiếm tiền bằng ba chữ Hồ Văn Cường, nhưng mà bạn này luôn luôn theo dõi Hồ Văn Cường để châm biếm, để trù dập, chứ không phải là có một cái ánh mắt nhìn nó công bằng. Đối với mình thì mình cũng đã từng nói rồi, đối với lại cố ca sĩ Phi Nhung mình rất là ngưỡng mộ, thương tiếc, nhưng mà mình rất ủng hộ cho cháu Hồ Văn Cường. Và hơn nữa, nghĩa tử là nghĩa tận, chúng ta không nên nặng nhẹ với người quá cố. Bạn này có một lần lên phát biểu trên YouTube nói rằng là tại Hội An khi mà cầu siêu cho cố ca sĩ thì nước sông dâng lên cả mét luôn. Và bạn ấy nhấn mạnh rằng quý vị có biết tại sao không? Là vì nước mắt của đồng bào, của người dân khóc cho cố ca sĩ, cho nên nước mắt hàng triệu người nó dâng lên cả mét luôn. Cái này thì nó hơi quá trớn. Mình ngưỡng mộ hoặc là mình thần tượng thì cũng có một phần, nhưng mà mình đừng có làm những hành động hay nói nó quá đi, cho nên người ta gọi mình là cuồng tính. Sự mà mình hâm mộ nó khác, ngưỡng mộ nó khác, rồi thành cuồng luôn á, cuồng tính luôn thì nó lại là một cái khác nữa. Vâng, bây giờ chúng ta nghe bạn này bộc bạch như thế nào về cháu Hồ Văn Cường nha quý vị. Khi mà xuất trình diễn của cháu Hồ Văn Cường sắp tới đây thì người bạn này có vẻ như là không đồng tình với vé bán và không đồng tình với cách tổ chức của ECM Entertainment, Little Star for Big Dream. Bạn này có vẻ giống như là nêu lên cái dịch bệnh, tình hình như thế này thì tại sao phải tổ chức làm gì, nó gây thêm dịch bệnh nhiều hơn nữa. Vâng, thì sẵn đây mình cũng nói là dịch bệnh của California mỗi ngày á, là khoảng lên tới 7-8 ngàn, trong những ngày gần đây. Còn ở Việt Nam á, thì mấy ngày trước là có ngày lên tới 30 mấy ngàn luôn, mà trung bình thì 10 mấy ngàn 10 mấy ngàn, cho nên chúng ta cũng không được chủ quan, cẩn thận khi đeo khẩu trang. Nhưng ở Việt Nam bây giờ hình như là ai cũng sống chung với lại dịch bệnh rồi, như là họ đã quen, họ không còn sợ gì nữa. Có những người bây giờ họ nói rằng bây giờ họ không phải là họ muốn, nhưng mà họ nói thôi, họ bệnh vô cho rồi đi, rồi cách ly 10 ngày, 14 ngày, sau đó trở lại cuộc sống bình thường. Chứ bây giờ sống phòng lo sợ quá, họ cũng chán ngán lắm rồi, giờ họ không còn sợ gì nữa trơn á. Còn bạn này thì đem cái dịch bệnh ra, thì có ý nói rằng là không nên tổ chức. Nhưng mà mình biết rằng bây giờ tất cả mọi người trên thế giới đều sống chung với lại dịch bệnh rồi. Ngay cả Trung tâm Thúy Nga họ đi tổ chức thì họ cũng có những người mà kiểm tra bệnh rất nhiều, và đi vào xem hát thì phải có giấy chứng nhận là 2 mũi chích để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người. Và chúng ta bây giờ tiếp tục nghe bạn này có vẻ như là sân si với cháu Hồ Văn Cường như thế nào nữa nhé. Nếu mà không được tổ chức thì các bạn này mừng lắm nè. Cái cách của các bạn này nói và ánh mắt với lại cái hành động là nếu mà không được tổ chức cho 2 buổi diễn này thì bạn này là người mừng nhất. Tại vì bạn vẫn nói rằng cách đây cho tới tháng 12 thì còn xa lắm. Mình thấy đâu có xa đâu, gần kề rồi, còn chỉ có tuần nữa là tới tháng 12 rồi. Thì bạn này mong rằng cái cuộc mà tổ chức cho tiếng hát trở lại của cháu Hồ Văn Cường sẽ bị hủy đi. Theo ý là như vậy đó.
Bạn này dùng những người mà thương mến giọng hát của cháu Văn Hồ dùng bằng là đồ tính. Nếu mà dùng đồ tính thì bạn này nó hơi lạm dụng ngôn từ. Chúng ta chỉ dùng đó cho những cái người mà cho đạo thôi, như đạo Phật, đạo Tin Lành, đạo Tông, đạo Công giáo và những cái đạo khác. Mà chúng ta Hồ Văn Cường chỉ là một đứa cháu mà cộng đồng mạng thương cháu. Tại vì sao? Tại vì với cái tuổi nhỏ như vậy, trưởng thành như vậy, sự hiếu thảo như vậy mà bị những người lên đây dẫn dắt câu chuyện nó không đúng sự thật, cho nên người ta đứng ra người ta bảo vệ cháu mà thôi. Hoàn toàn không có lợi ích gì trong đây hết, ngay cả bản thân tôi ở Mỹ cũng vậy, tại vì thấy sự bất bình cho cháu vậy thôi. Nhưng mà bạn này dùng chữ đồ tính là hơi bạn hơi xảo ngôn và coi thường tất cả các đạo, và muốn cho chúng ta hiểu lầm và dẫn dắt dư luận đi một cái con đường nó hơi tà đạo một chút xíu. Bạn dùng cái tờ chữ mà bên những người hâm mộ cháu Hồ Văn Cường, ngưỡng mộ cháu và muốn giúp đỡ cho cháu, thì bạn này dùng là nhí nha với những bác cháu này kia nọ, rồi bán vé mà gọi là rêu rao để bán vé làm sao mình không hiểu. Dân tộc Việt Nam chúng ta thì nó có cái là lá lành đùm lá rách, lá rách thì đùm lá tả tơi. Chúng ta thương những cái mảnh đời mà cơ cực cơ hàn, nhất là những người mà nghèo khổ mà biết vươn mình đi lên, chúng ta quý trọng, chứ không phải chúng ta ngồi đó mà chúng ta sân si rồi soi mói rồi tạo ra một cái dư luận nó không tốt đẹp, rồi làm cho những người này hiểu lầm người kia hiểu lầm người nọ. Các bạn bây giờ các bạn thấy rõ ràng qua câu chuyện không, là tại vì tất cả mấy nhiều YouTube nhiễu loạn thông tin thôi. Chứ ngày xưa mình nói thật chứ, mẹ con Hồ Văn Cường, mẹ nuôi đó với Hồ Văn Cường, người ta đã không nói nữa cái gì rồi, có một chút xíu hiểu lầm rồi người ta vẫn sống và hòa nhã với nhau, nó bình thường lắm, không có gì hết trơn á. Mình coi lại tất cả những video của hồi cháu Hồ Văn Cường khi còn sống chung với lại nhà của Phi Nhung. Nhưng mà tại vì YouTuber thôi, những YouTuber lên trên trên mạng nó giống như con dao hai lưỡi vậy em, đang ngon lành như vậy thì được bật qua bên đầu kia, có nghĩa là đâm sau lưng chiến sĩ, chọt bên đây thọt bên kia, rồi tạo dựng câu chuyện rồi nói thêm, rồi hoặc là suy nghĩ theo cái tư duy của mình chứ không phải hiểu người ta muốn nói cái gì. Không biết rằng Hồ Văn Cường nghĩ như thế nào mà tự cho mình là đúng rồi, cho nên mới có xảy ra những câu chuyện như bây giờ, phải không các bạn? Dùng cái tên tên của Hồ Văn Cường kiếm tiền hoài mà vẫn cho là rằng là mình đi tìm công lý lẽ phải cho cố ca sĩ Phi Nhung. Thật ra nếu mà cố ca sĩ còn sống, cố ca sĩ cũng sẽ lên tiếng rằng tôi không cần những các bạn đứng lên tìm lẽ phải gì cho tôi nữa đâu. Các bạn trùi dập con tôi không thương tiếc, mà các bạn nói là các bạn đứng về lẽ phải, cái này đúng là chính nghĩa địa mới đúng á. Tên tuổi của Phi Nhung nó đã có sẵn từ lâu rồi, không phải để các bạn lấy cái danh nghĩa người chết để đi trù dập một đứa bé như vậy nữa. Tại sao tôi phải nhắc đi nhắc lại như vậy hoài, để cho các bạn tỉnh ngộ ra như thế thôi. Chúng ta tiếp tục nha ha. Với sự hiểu biết của người bạn này thì tôi cho rằng là không có chuẩn mực gì mấy. Khi một công ty là người ta đã có học vấn, học thức và người ta đã ở trong cái làng giải trí này rất lâu. Dĩ nhiên là có lợi thì người ta mới làm, bất cứ công ty nào cũng vậy. Thì khi mà thứ nhất là người ta thấy hình ảnh và của em Cường á, trong thời điểm này là cái đúng nhất và chuẩn mực nhất để người ta lăng xê cháu Cường lên. Và điểm thứ hai tôi thấy rằng là họ trọng dụng nhân tài, đây là cái điểm chính. Một cái nhân tài như vậy thì chúng ta không thể nào bỏ quên, và họ cũng nhấn mạnh rằng họ không vì một chút gì xuyên tạc của YouTuber hay của một ai đó
mà họ bỏ qua một nhân tài và trù dập những đứa bé như thế. Cái bạn này thì dẫn chứng rằng muốn nêu chúng ta thấy rằng và muốn nhắc nhở những công ty là lúc này tên tuổi của cháu Hồ Văn Cường nó cũng đang ở trên đỉnh, nhưng mà không có nói chỉ đỉnh mà nói là đang giống như hot vậy. Biết đâu sau này là cháu không có còn hot như vậy nữa thì công ty sẽ dập tiệm, công ty sẽ không có lợi gì hết. Bằng hình thức ngôn từ nó hơi xảo ngôn một chút xíu, nó biện luận nó không như là một cái sự công tâm mà bạn này muốn biểu đạt cho tất cả mọi người chúng ta đều hiểu, mà có một chút xíu gì đó không hài lòng với sự trở lại và lợi hại hơn xưa của cháu Hồ Văn Cường. Tôi cho rằng mình là người lớn rồi thì chúng ta nhìn việc thì chúng ta phải nhìn nó bao quát hơn, nó bỏ trái tim và bỏ cái ánh mắt nhìn nó lên cán cân công bằng, còn hơn là mình đeo một cái mảnh ve chai nó gọi là thiển cận để chúng ta nhìn sự việc. Chúng ta nên nhớ rằng việc ra việc, người ra người, chúng ta không thể nào mà gom tất cả lại rồi chúng ta theo cái số lượng của mình, và muốn cho tất cả mọi người trên YouTube biết rằng là phải đi theo con đường định hướng của bạn. Thì cái đó là chúng ta cũng chưa thể nắm bắt trước tình hình, mà chúng ta dự đoán thì sẽ rất là khó khăn, tại vì làn sóng phẫn nộ và tẩy chay ở Hồ rất là nhiều rồi, đúng không mọi người? Tại từ ngày mà anh ấy đã gây ra những cái sự việc đối với lại mẹ nuôi Phi Nhung thì rất là nhiều người, người ta cũng đã cảm thấy không đồng tình và người ta cảm thấy rất là phẫn nộ, bực tức. Cái điểm thứ hai này nữa, các bạn này là dẫn chứng nữa để bẻ lái dư luận ra một cái hướng khác là cộng đồng mạng bực tức với Hồ Văn Cường. Đây là tôi cho rằng là cái hành động nó không có chuẩn mực lắm. Vì trên cộng đồng mạng thì các bạn cứ hỏi đánh giá đi. Trong và ngoài nước hiện giờ rất là thương mến cho Hồ Văn Cường. Bây giờ cho tôi đi khảo sát đi, các bạn sẽ thấy liền. 10 người thì đã có 7-8 người là thương mến tiếng hát của Hồ Văn Cường rồi. Nếu mà không muốn nói là 8-9 luôn. Mà bạn này thì lại nói rằng là cộng đồng mạng rất là bực tức, rất là căm phẫn cháu Hồ Văn Cường vì có động thái không tốt với lại người mẹ nuôi. Cháu Hồ Văn Cường chưa có một động thái nào bất hiếu cả. Sự im lặng của cháu chính là sự bảo vệ danh tiếng cho cố ca sĩ. Bạn này không hiểu được tấm lòng của người con. Bạn chưa là cái gì hết và chưa cũng chưa là con nuôi của ai và cũng chưa hiểu được sống chung với là bất cứ gian nan nào trong một công ty tập thể nào hết trơn. Những cái lập luận của bạn đó có thể là do bạn suy nghĩ mà thôi. Tôi không nói đây là bạn sai hoàn toàn. Nhưng bạn chỉ nhìn có một khúc ngắn thôi mà bạn không nhìn một đoạn đường dài. Tôi cho rằng cái việc mà nói và cháu bất hiếu á, và tại vì cháu Cường làm là tôi không công nhận. Tại vì cháu chẳng làm gì cả. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng cô người mẫu Trang Khàn tới nhà nửa đêm mà do ai mở quả cửa, cháu Hồ Văn Cường không thể nào mở cửa mà do ekip quản lý mở cửa và đồng tình với Trang Khàn để tra khảo và để giống như là phong sát cháu trên mạng. Nếu mà giỏi thì đối đáp với bà Nguyễn Phương Hằng. Tại sao phải đem một đứa nhỏ ra để làm bi đỡ đạn? Phải không? Nếu mà nhìn lại câu chuyện thì chúng ta phải nói là như vậy. Còn bạn thì cứ một mực là cho cháu là người này người kia người nọ, nhưng mà bạn chưa bao giờ nằm trong hoàn cảnh của người ta, cho nên tôi thấy khi mà nói như vậy thì không công bằng cho cháu Hồ Văn Cường lắm. Và cho đợi giây phút anh Hồ sẽ làm một cái hành động gì đó thực sự để đáp ơn đáp nghĩa đối với mẹ nuôi Phi Nhung. Nói rằng là chắc là bán chạy lắm, vé sẽ hết rồi, cho nên là tất cả mọi người mà đang yêu mến cô ca sĩ Phi Nhung là không có cơ hội để mua vé nào đâu, cho nên là không cần phải mua, đúng không mọi người? Bạn này nói là lấy lợi đứng lên. Đứng lên giống như là chống lại chủ nghĩa phát xít hay là chống lại
một cái gì mà bị đàn áp vô, phải cái gì mà đứng lên, dùng danh từ nó hơi bay bổng quá đi, và lấy lại cái những gì mà trong sạch cho cố ca sĩ. Ủa, cố ca sĩ đâu có làm cái gì đâu dơ bẩn đâu mà phải lấy lại sự trong sạch. Sự trong sạch của cố ca sĩ Phi Nhung là các bạn đừng có lên bát nháo quá. Các bạn cứ nói là lấy giùm danh nghĩa, mà tôi cũng nhấn mạnh hoài, họ, cố ca sĩ Phi Nhung không cần các bạn đứng lên lại lấy lại danh nghĩa hay là nói những lời tốt đẹp. Người ta đã tốt đẹp từ lâu rồi, hay là người ta như thế nào thì có cộng đồng mạng sẽ người ta phân xử, người ta biết. Có những người lớn tuổi, 40-50 tuổi, 50-70 tuổi, 70-80 tuổi, người ta nhìn vô người ta biết hết trơn á. Chứ không phải mà phải đợi chờ các bạn phải làm chuyện này, làm chuyện kia, làm chuyện nọ. Nhưng rốt cuộc chung quy cũng chỉ vì là muốn có nhiều khán giả và muốn có tiền nhiều ở trên YouTube mà thôi. Nói tóm tắt lại là như vậy. Theo tôi thì bạn có chúng ta thì làm YouTube với nhau thì ai cũng muốn có được lượt view nhiều và khán giả nhiều. Cái chuyện đó là chuyện hẳn nhiên. Nhưng tôi thì tôi không có trùi dập ai chứ nha. Mình chỉ thích nói về cái lẽ phải và nói về tin xác thực hơn. Chứ ngồi đó mà chúng ta cứ biêu riêu hoặc là chúng ta nhảm nhí hoặc là chúng ta nói những chuyện không có thật thì trước sau gì mạng xã hội và khán giả của mình cũng sẽ đào thải mình. Tại vì họ biết mình đem tin không có gì là đúng hết, toàn là cứ thổi phồng hoặc là đôm đặt lên để cho nó thêm phần kịch tính. Nếu như vậy thì trước sau gì cái kênh của mình nó như thế nào thì cũng các bạn cũng biết. Mình vâng, thì mình nói như vậy thì dĩ nhiên cũng có người thích và có người không thích. Đây là cái những gì mà cái tư duy của mình. Mình thấy sao nói vậy và mình chỉ muốn đem đến cho các bạn và trên mạng xã hội có những gì mà nó trung thực nhất và nó chỉ với tính chất cách là xây dựng. Còn hơn là chúng ta cứ nghĩ về tiêu cực và chúng ta cứ hùa theo, ai vua theo, rồi chửi bới bốc phốt một đứa bé như vậy hoài thì nó cũng không tốt gì mấy. Mình không dám dạy đời ai, mình nói thật sự, mình ở đây mình không dám. Tại các bạn nhiều khi các bạn có cái giỏi và cái hay của riêng các bạn. Tôi cũng học hỏi, từ bất cứ người nào cũng có cái hay của họ chứ. Tôi học rất nhiều từ mạng xã hội và từ khán giả cũng như các bạn. Nhưng tôi thấy cái nào hay, nó có tính chất trung thực, thì văn hóa thì tôi học. Còn những cái dở của bạn thì dĩ nhiên thì các bạn biết rồi. Và không phải do một, không phải một, chỉ một mình tôi và khán giả cũng vậy nữa. Thì họ cũng sẽ đào thải và họ sẽ không quan tâm tới những cái điều đó. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với Cali Sài Gòn chia sẻ một ít thông tin. Bây giờ mình phải trở vô làm việc lại các bạn ơi. Vâng, cuối tuần đi làm việc, ngày mai cũng phải làm việc nữa. Gần tới lễ Giáng sinh rồi. Một ngày làm 10 tiếng đồng hồ. Cũng đuối lắm chứ. Vâng, chúc cho tất cả quý vị một mùa Giáng sinh vui vẻ ha. Được nhiều sức khỏe. Gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin hữu ích cho mình, một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Thương Nhớ Sài Gòn và Cali Sài Gòn nha các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn thật nhiều. Và trong những ngày gần đây thì cảm ơn tất cả quý vị thật là nhiều đã đăng ký cho Thương Nhớ Sài Gòn. Và tự nhiên mình thấy nhiều khi một hai ngày lên mấy trăm người đăng ký. Đối với mình vậy là nhiều lắm rồi mà. Có nhiều người thì cái nhu cầu của họ nhiều, còn mình thì bao nhiêu đó là cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào và hẹn lại một video clip lần sau. Bye bye.